phần 44 câu chuyện, thằng tâm hạnh phúc ngày trở về. Nó ngồi đợi nửa tiếng thì dì quay ra. Đây như đúng là đại bản doanh của dì. Dì bật cười tiến lại gần nó. Dì nâng cằm nó quay lại thổi khẽ một hơi vào mặt nó. Con thấy dì giống như yêu tinh trong phim tôn ngộ không không? Con có sợ phạm tội không? Dì không phải yêu tinh, còn con có sợ phạm tội? dì cười khanh khách rồi leo lên giường đắp chăn nó ngần ngừ rồi cũng leo lên dì ngăn nó lại và khẽ cười quần đùi thôi cho dễ là phạm tội quần dài vậy thì sao phạm thôi con vậy cũng được có được không để vậy giống cái quần thợ xây quá đi ngủ kiểu này á nó áy náy nhìn gì đúng là nó lười thay quần áo với lại dì và nó quen thuộc quá rồi nó mặc đúng bộ đi làm đến gặp gì nó nhìn gì rồi cuối cùng cũng phải nghe lời gì sau đó nó gión rén chui vào chăn này dì nằm ra xa con có ngủ được không con không biết dì biết cả dì và con đều không ngủ được chỉ có một cách là gì hả gì dì? dì không trả lời mà cười nhìn nó con không phạm tội thì để người khác phạm tội nhé nhưng giờ không có nhưng gì nữa tâm khẽ gật đầu nó biết nó cũng thật khó kiềm chế khi bên mình giống như thỏi nam châm hút lấy. Thời gian cứ trôi từ từ đi khi quốc nào ra quốc đấy. Chỉ hai tiếng là hai xào ruộng nó đã hoàn thành quá xuất sắc. Riêng với dì đang cuộn tròn như con mèo lười ngủ say giấc. Dì đẹp quá, mong manh quá. Thần nào ai cũng muốn cuốn lấy dì. Dì và Thảo Nguyên, mỗi người mỗi khác nhưng đều thật tuyệt vời. Nó mà là chú Tiến thì chỉ khi dì xin tha và đồng ý cưới mới thôi. Nó tỉnh dậy rồi xương cũng dậy theo nhưng vẫn nằm đó mà tay chân vẫn dã rời. Từ khi đánh mất thứ quý giá đến giờ, đây là lần nổi trội và hoang đường nhất của nàng. Tối hôm trước nàng có say nhưng tắm xong cũng tỉnh táo rồi. Nàng cứ ngỡ như vậy để trả thù lão tiến nhưng thế này thì nghèo mất. Dai như đỉa, bay bổng này rồi lại bay bổng khác. Nàng khẽ nhìn nó thầm nghĩ nếu hàng ngày chắc trả đi làm được mất. Nhưng mối quan hệ của nó và Thảo Nguyên, rồi của mình và nó, sương chợt lo được lo mất nàng cắn cắn môi liệu sau này nó nhìn mình nó còn tôn trọng mình không tâm nhìn xương nó thấy nàng có vẻ nghĩ ngợi nó thì thảo đang nghĩ gì à xương sợ giữa chúng ta thay đổi thảo nguyên sẽ nhìn xương khác đi xương vẫn là xương thôi tâm sẽ chẳng nghĩ khác gì về xương đâu xương vẫn là người tâm rất kính trọng giúp đỡ tâm là mẹ của thảo nguyên thật thế nhé xương cứ sợ. Tâm sẽ không nghĩ gì đâu, tâm thể. Nhưng nói thật là đôi khi nhìn xương cứ là lơi với người đàn ông khác, chính tâm còn thấy khó chịu nói gì chú Tiến. Sương bật cười véo nó một cái giọng nói chợt buồn. Sương sẽ thả cho chú tự do. Giờ Sương và chú có thành vợ chồng thì đứa bé kia vẫn sẽ làm tâm trí chú không yên tĩnh. Rồi mấy người đàn bà vợ con chú nữa. Giờ Thảo Nguyên đi rồi. Chú đi nữa thì Sương tính sao? thì biết vậy chứ sao có gì làm việc cho tập trung sương cười nhưng nó biết sương đang buồn lắm mắt sương cười lúng liếng nhìn nó tâm á khỏe ghê thần nào cái thảo nguyên nó mê mệt vì tâm tâm có làm gì đâu nó chợt chột dạ còn không làm gì sáng mùng một sương mới thấy nó về mặt nó phờ phạc chân thì đi tập tĩnh sương thấy mắt nó ánh lên hạnh phúc không như mấy ngày trước đó nó cũng khẽ hát ca trong phòng, chuẩn bị quần áo để bay. Sương đoán ngay là Tâm, đúng không? Vâng, đêm ý Thảo Nguyên muốn cùng Tâm trước khi bay. Tâm xin lỗi. Có gì mà xin lỗi? Tuổi trẻ với nhau, đó là do nó quyết định. Chỉ tiếc hai đứa không có duyên với nhau. Giờ nó đi để lại bà già này ở đây buồn quá. Sương già thì ai dám sưng trẻ? Còn đẹp lắm, đầy cô gái hơn 20 còn trả lại Sương tâm á cái miệng càng dẻo rồi tâm cười tươi đáp lại vậy thế lần sau tiếp nhé ghê nhỉ cũng được đấy mắt nó sáng rực lên nhìn sương sau cùng lần sau cùng sương bật cười đấm nó nó biết sương nói lỡ nhưng thế là đủ nó có cơ hội thêm nữa tâm đã trở về nó đáp máy bay xuống là đi về nhà chú nó muốn chào thím rồi mới về quê Lâu lắm rồi nó không nhìn thấy Thím, cả Liên nữa. Xe đã đến gần nhà Thím, nó chợt vỗ vai bảo anh xe ôm dừng lại. Liên đang đứng trước cửa nhà, nàng mặc áo sơ mi trắng và chân váy công sở. Liên đang cười nói với một chàng trai cũng khá trẻ. Mặt mũi bảnh bao, tóc xoăn, đi xe phân khối lớn, lòng tâm chợt trùng xuống. Xe ôm dục nó, nó sực tỉnh trả tiền xe rồi đứng đó. Liên đã vẫy chào chàng trai rồi đi vào nhà. Nó bước chân tiến về nhà Thím mà lòng ngập ngừng chưa rõ. Nó đứng trước cổng, bàn tay ngập ngừng không muốn bấm chuông. Nó đang suy nghĩ có nên về không, tự nhiên không muốn vào nhà. Chợt một bàn tay vỗ mạnh vai nó, nó quay lại thì ra là thằng mạnh. Thằng trẻ trâu này giờ bố không có nhà dám để đầu vàng khè, hối cua trông ghê chết. Nó nhăn răng cười với tâm. Anh đứng đây làm gì? Sao không vào nhà? Anh, anh chợt nhớ có việc đang định đi xem trước. Ôi dào, vào nhà cái đã. Anh dạo này phong trần nhỉ, em thấy bảo anh làm giám đốc mà sao ăn mặc vẫn bụi thế thợ xây vẫn chỉ là thợ xây thôi mày để tóc tai thế này chú về mày lại khéo bố em giờ vi vu trong đà nẵng mẹ em bảo có khi đang ôm em nào rồi thật không hả anh em vào em cho nó một đòn đòn cái gì mày thôi chơi đi học hành tốt nghiệp đi rồi vào trong đó mẹ em cũng kêu em vào đó mà mẹ cứ ngại chị em ở ngoài một mình chị liên có người yêu rồi đó nó đã mang máng đoán vậy nhưng khi nghe sự thật từ thằng mạnh nó vẫn sững cả người tâm gượng cười vỗ vai nó thế thì tốt chứ sao liên đi lấy chồng không ai quản mày nữa chính xác không lấy nhanh có mà thành bà cô già em sợ bà ý lắm rồi nói liên mồm thôi mày vào đi anh đi gặp bạn đã rồi anh quay lại sau tâm đẩy nhanh thằng mạnh vào cổng rồi nó giả vờ lấy điện thoại ra hẹn bạn khi đi được qua vài nhà nó trùng người xuống nó và liên chẳng là gì của nhau cả họ hàng thôi nó không nên giữ liên bên mình đó là điều tốt nhất cho liên nó hít một hơi thật sâu chấn an chính mình nó giấu nỗi mất mát của mình nơi ngăn kéo khuất nẻo trong trái tim nó bước nhanh đi tìm xe ôm cái lúc cần thì sao mãi chả thấy nó nhìn mãi ngã tư mới có bác xe ôm già đang định đi tới thì một vòng tay ôm chặt lấy nó nó thấy liên đang khóc mếu giữ chặt người nó sao anh về rồi không vào gặp em anh nghe thằng mạnh nói lung tung phải không anh anh có hẹn với bạn định gặp trước không thì không kịp anh về nhà chào thím sau không anh đưa em đi cùng em ngồi xa xa không ảnh hưởng đến anh em này sao phải thế về đi ý anh về sau không em đi cùng sao không được anh gặp phụ nữ phải không ừ phụ nữ thế em càng phải biết là ai em thật là thôi thì anh về với em ấy anh nói dối nhé làm gì có ai tâm chả nói gì nó cứ thế bị liên kéo đi về phía nhà bỗng một cái xe xịt trước mặt liên liên em đây rồi anh đang định đến nhà em anh định anh vẫn chưa về sao à anh nhớ là mai em phải đi công tác anh mua thuốc chống say xe cho em lần trước em đi mà cũng quên mà đây là đây là tâm anh họ em Chào anh, tôi là Định, đồng nghiệp thân với Liên." Tâm bắt tay Định, nó thấy vẻ quan tâm của Định dành cho Liên. Liên khá bối rối khi nói chuyện với Định, khác vẻ vui tươi tự nhiên lúc nãy. Định quay xe đi, nó biết nó cũng nên đi rồi. Tâm kéo nhẹ tay Liên về nhà, thằng Mạnh đang cười hô hố nằm xem phim. Nó thấy Thím chạy ra đón nó, ánh mắt Thím nhìn nó thật rạng rỡ. Tâm cười chào Thím, nói mấy câu rồi lên gác, Liên lẽo đẽo đi theo sau nó tâm vào lại căn phòng của nó nó mở nước ra vục mặt mình vào dòng nước mát làm nó tỉnh táo nó thấy liên đang ngồi góc giường đợi nó tâm cười tươi với liên nó chợt nhận ra mình thật vớ vẩn tự ôm vào người tự níu kéo những điều không nên níu kéo em có tình cảm với anh định đúng không em và anh ý chỉ là đồng nghiệp thôi anh hỏi thật mà. anh chưa biết anh ý thế nào nhưng trông cũng chững chạc đàn ông anh ý có vẻ quan tâm em anh ý luôn như vậy anh ý có ngỏ lời với em nhưng em chưa đồng ý câu nói của liên nói lên tất cả tâm nhẹ ngồi bên cạnh cầm lấy tay liên có một người tử tế yêu mình không phải là dễ em đừng trần trừ nữa không sau này hối tiếc nhưng em vẫn yêu anh em với anh ý chỉ là bạn mà thôi nghe anh này anh từng trải hơn em anh nhìn là biết em có rung động với anh định chẳng qua tim em chưa muốn buông anh mà thôi Em luôn ở trong tim anh, anh sẽ không quên những cảm xúc bên em. Nhưng chúng ta nên tách ra. Em cần một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu em, quan tâm em. Anh thì em biết rồi đấy, ba bên bốn bề. Em cũng không biết. Không biết có phải là yêu anh ý không? Vì em biết em yêu anh. Còn anh định, từ hồi em vào công ty anh ý luôn để ý giúp đỡ em. Nhiều lúc không có anh ý em không biết xử lý sao. Đầu năm em bị đỗ xe vào chân và bị chật anh ý ngày nào cũng đến đèo em đi làm em không muốn nhưng anh ý cứ lì ra đó mẹ cũng bảo em cứ thử xem em em xin lỗi em sao phải xin lỗi giờ anh bảo thế này nhé em cứ để tự nhiên và đón nhận tình cảm của định nếu nó là tình yêu thì em tiến tới không thì thôi thế anh định bỏ em anh không yêu em nữa phải không liên có vẻ giận dữ khi tâm muốn nàng đón nhận định tâm vuốt nhẹ bàn tay nàng nó trầm ngâm một lúc rồi nhìn liên lúc anh về anh có thấy em đang nói chuyện với định anh đứng từ xa nhưng anh có thể cảm giác được thái độ của em dành cho định tim anh như hẫng hụt như ngừng đập lúc ấy nhưng rồi anh hiểu mình nên buông tay anh và em sẽ khó có kết thúc đẹp được chưa kể anh làm ngành nghề này người quen nhiều đồn ra thì xã hội không để mình yên anh chỉ lo cho em cho thím cho mẹ anh anh sẽ mãi giữ em trong tim anh nhưng em cũng nên cho bản thân mình cơ hội, để có thể chứng thực là em chỉ dung dinh vì anh ý tốt hay là em cũng yêu anh ý được không? Liên không nói gì, nó biết nàng đồng ý với nó. Ai rồi cũng trải qua thời bồng bột về cảm xúc. Nó cũng thế, và kết quả là nó có mối quan hệ quá phức tạp. Nhưng nó không hối hận về điều mình đã làm. Những người đàn bà quanh nó, mỗi người một vẻ, nhưng luôn yêu và quan tâm nó. Thế là đủ buổi tối hôm ấy thím chiêu đãi nó một bàn đầy thức ăn thím bảo chú ít về nên ba mẹ con cũng hay ăn linh tinh thằng mạnh như bị bỏ đói lâu ngày ăn như thuồng luồng ba ba thím liên tục gắp cho nó nó bị ép ăn liên tục nhưng nó thấy vui vui vì cảm giác được ăn bữa cơm nhà tối đó nó ngồi kể chuyện một năm qua cho cả nhà thím nó ít nhắc đến chú nhưng có vẻ chỉ có thằng mạnh là không biết gì nó biết liên muốn ở riêng tâm sự với nó nhưng nó muốn tránh nàng nó sợ nhỡ đâu rồi lại không kìm được. Như thế là hại liên. Thím dục liên ngủ sớm mai còn đi công tác. Nó thở vào. Nó ngồi đó dù thằng Mạnh chơi game để tránh lên gác gặp liên. Mãi khi đồng hồ điểm 12 giờ, nó chắc mẩm liên đã ngủ rồi mới leo lên gác. Tâm duỗi cái vai mỏi mệt vì đi đường, vì gồng mình chơi game với thằng Mạnh. Nó định nằm xuống thì chợt thấy liên lù lù ở đó. Nàng đang thở nhẹ nhẹ, có lẽ nàng sang đây nằm chờ nó, nó ngồi khẽ xuống khẽ ngắm liên qua ánh đèn ngủ hắt lên tường liên vẫn đẹp như thế có chút trưởng thành hơn từng đường nét khuôn mặt hài hòa như tranh vẽ nó biết nó chỉ nên ngắm liên mà thôi liên không nên dây vào nó liên cựa mình rồi mở mắt nàng cười khi nhìn thấy nó liên giơ tay ra với nó tâm lắc đầu cầm lấy tay liên rồi nằm xuống em đợi anh à ừ anh tránh em phải không ừ nhưng vẫn không thoát được anh ngốc lắm em bảo có cách để anh và em lấy nhau giờ vẫn có thể áp dụng không em làm như anh bảo chiều nay đi anh sẽ luôn đứng ngắm em theo dõi em sống cầu chúc em hạnh phúc chỉ thế thôi nhỡ đâu em không hạnh phúc rồi định giống bố em đi lung tung hay ruồng rẫy em thì sao định hay ai cũng thế em hãy cho mình một cơ hội cảm nhận trái tim mình nếu yêu thì cứ mạnh dạn còn đời mà ai chả có những khúc ngoặt anh sẽ luôn theo dõi em. Nếu em đau khổ, anh sẽ đến bên em ngay khi em cần nhất. Anh nhớ nhé. Anh thề. Được rồi, được rồi. Lần sau đừng có thể. Giờ ngủ đi, em muốn ngủ như vậy. Như vậy thôi nhé. Em không được lung tung. Đồ mặt dày, anh xem trước giờ ai trêu chọc tấn công em. Nó và liên lại cười đùa, trêu nhau. Nó chỉ hôn nhẹ chán liên thôi. Nó sợ không tự chủ được nó cứ ép Liên nằm bên nó, nhẹ nhàng kể chuyện đã qua. Chuyện công việc, chuyện cười, chuyện đời, chuyện của Thảo Nguyên. Khi tâm tỉnh dậy thì Liên đã đi rồi. Nó xuống nhà, ăn sáng cùng thằng Mạnh. Cái thằng trẻ trâu nhưng có vẻ chịu nghe nó. Tối qua chơi game nó đã hứa với Tâm không linh tinh gì cả, yên ổn học hết cấp 3, có gì còn vào Đà Nẵng. Tâm nhìn nó đi học, vậy là ai cũng lớn dần, như con chim tự bay khỏi tổ. Tâm quay lại, thím đang đứng gần đó nhìn nó cười, tâm đi ra khóa chặt cổng và cửa lại nhớ lan lắm em cũng nhớ anh tâm bế bổng lan lên trời đã vào hè lan chỉ mặc mỗi cái áo cốt tông cộc tay và quần đùi cho mát cả hai như cặp vợ chồng lâu ngày không gặp nó bế lan đến cạnh bàn ăn thì thả nàng xuống như một sự ăn ý em nhớ anh lắm nhiều đêm mơ được gặp anh mà cũng mệt sao em không gọi điện kể anh bao giờ ai mà đi kể ngại lắm nó và Lan cứ thế đắm chìm trong hạnh phúc. Lan như liệm đi vì cảm xúc. Có lẽ do Lan chờ đợi nên tích tụ những cảm xúc quá lâu, giờ mới được giải phóng ra khỏi nàng. Lan véo má nó trêu trêu. Đen quá, như hồi mới lên đây. Ý Lan ướm xem Tâm có mặc vừa áo Lan mua cho không. Tâm có nhớ hồi đó không? Có, vẫn nhớ. Tâm cả ngày hôm đó chỉ ở bên Lan. Khi nàng hồi hồi thì mệt ngay sau đó, để rồi hôm ấy Lan không dậy nấu ăn. Nó đành bảo thằng Mạnh đi mua vịt quay vì Lan đang hơi mệt. Rồi khi đêm tối, khi thằng Mạnh đang còn mải chơi game nó lại bí mật bế Lan lên phòng nó. Sáng hôm sau nó về quê sớm, nhưng ba ngày sau Lan mới nhắn tin trách nó. Nó đi về để Lan vật vờ đến ba hôm mới hoàn hồn lại. Đã lâu rồi Tâm không về quê. Con đường làng gồ ghề đã được thay bằng mặt bê tông mới. Nhà cửa cũng được xây mới nhiều hơn nó đứng trước cái cổng cũ kỹ, căn nhà cấp 4 của nó vẫn như vậy, từ thời ông bà nó. Bố chỉ sửa lại thôi chứ vẫn vậy. Nó đẩy cửa vào, trong nhà là tiếng nhạc ầm ý phát ra từ cái tâm cuối cùng cũng được ở một mình với cẩm. Thằng Thuận đã ngủ ngon lành một góc giường, cẩm nét mình vào tâm. Nàng có bao điều muốn nói nhưng chả biết bắt đầu từ đâu. Tâm khẽ hôn lên tóc nàng. Nó kể cho cẩm nghe cuộc sống của nó một năm qua. Nhiều chuyện cũng kể rồi nhưng nó vẫn kể lại kỹ càng hơn nó chỉ giấu biệt đi chuyện thảo nguyên đêm giao thừa cùng nó cái khăn cũng được nó nhờ mẹ cất kỹ rồi nó kể với cẩm rằng nó đã mua một lô đất trong một khu mà công ty nó ôm thầu nó định sang năm được tuổi sẽ xây căn nhà nho nhỏ hai tầng một tung thôi nó muốn đón mẹ cẩm và con vào trong đó cẩm vui lắm nhưng vẫn còn lăn tăn về hiền trời đã về khuya đèn phòng hiền cũng tắt rồi thì phải cẩm như con hổ đang chuẩn bị vồ con mồi làm tâm bật cười cẩm nhìn nó khẽ cười rồi lại chợt buồn so em sinh đẻ xong xấu đi rồi phải không anh chả thấy gì khác vẫn đẹp như hồi xưa mắt cẩm ngấn nước khi nghe nó nói nàng nói như khóc em nhớ anh em nhớ anh nhiều lắm có những đêm em và chị thương khóc sưng cả mắt vì nhớ anh anh có biết không anh xin lỗi anh sẽ sớm đón mọi người vào đó đền bù cho em có được không anh nhớ đấy nhưng giờ anh đóng tiền cọc đi, em muốn một khoản đền bù trước." Cẩm bật cười vì trêu được nó, Tâm làm mặt giận nhưng rồi không thể tha cho Cẩm. Nó cho nàng từng cơn sóng cứ đua nhau nối tiếp, đưa Cẩm đi chơi hết đỉnh núi này tới đỉnh núi khác. Tiếng thằng bé đòi mẹ làm Tâm tỉnh dậy giữa đêm. Tối hôm trước nó vừa solo cho Cẩm một trận. Nó nhìn nàng ú ớ nửa tỉnh nửa mê cho con ăn. Tâm thấy thương Cẩm. Nó vòng qua phía bên kia giường, bàn tay cẩm chợt nắm lấy tay nó kéo nhẹ em yêu anh nàng khẽ thì thào trong miệng anh yêu cả hai mẹ con hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn đến vậy khi người đàn bà dựa vào người ta ngủ cảm nhận sự êm ấm của gia đình đó là hạnh phúc sáng hôm sau nó dậy thì cẩm đang tắm rửa nó thấy dưới nhà vang lên tiếng rỗ rồi tiếng quát của hiền bắt thằng bé ăn sáng hiền vừa đánh vật xong với thằng em định bế lên trả lại cẩm chợt hiền thấy tiếng cầm khóc nàng tò mò bước lên cầu thang sáng nay không thấy tiếng mẹ và tâm cãi nhau mà sao mẹ lại khóc nàng bước lên chiếu nghỉ nhìn sang nơi có tiếng mẹ khóc mặt hiền chợt đỏ ửng tim nàng chợt rộn lên mặt nàng nóng bừng bừng hiền cũng hơn 20 rồi nàng biết mẹ không phải khóc theo đúng nghĩa đen thằng thuận chợt cửa quậy muốn xuống hiền giật mình tỉnh táo lại lưỡng lự rồi dứt khoát bế em xuống đêm qua và sáng nay cùng tâm làm tan đi bao mong nhớ chờ đợi của cẩm cẩm chợt nhớ tới điều nàng định làm cẩm cười bảo nó chưa ăn cơm xong anh về nhà nhé mẹ bảo anh về à chị thương không bảo anh không biết đường về à không phải tại mẹ bảo anh ở đây với em mấy ngày anh thật ngốc bảo vậy cũng tin vậy em là đàn bà em biết cái cảm giác chờ đợi anh nó là như thế nào chống vắng không chỉ trong tim mà còn nhiều điều khác nữa chị ý không nói ra thôi muốn ưu tiên em trước cả đêm qua đến giờ anh bù đắp em đã tạm tạm rồi ý anh về đi tối quay lại đây ngủ nhà con thằng tính cũng khó em nghĩ hết rồi tí em nhờ cậu tính đi lấy thuốc hộ em ở chỗ ông lang nho trước em nhờ cậu ý một lần rồi em ốm sao phải uống thuốc cái anh này không ốm không uống thuốc